coi Nhật Bản com. Chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên cần về cho anh em câu. Cần em bán ra là chưa bao gồm phí ship nha. Phí ship là 35.000 trên một đơn hàng. Ship code toàn quốc nha. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193. Zalo cũng vậy nha, 0794559193. Rồi, đầu tiên em xin phép lên một cây cần. Đầu tiên cây cần một cây cần tay độ dài là 4.3 m. Một cây cần tay của thằng Shimano này, ngoại hình cần rất đẹp luôn. Nước sơn còn khá mới nha. Đây, ngoại hình đây. Rồi con cây này mã số 1, độ dài 4m25, chất liệu là phíp. Độ cứng cây này mấy h? Rồi độ cứng em này là 2h nha, chất liệu phíp. Đọc rút ra này, nước sơn được còn khá mới nè, anh em nhìn tình cảnh này. Đấy. Rồi em này mã số 1, 4m30, chất liệu phíp, độ cứng là 1.5h. Rồi để anh em giá cây nào là 240k, 240k nha, ngoại hình cần còn khá mới luôn. Lau chùi ra thì rất mới nha. Đây. Tay cầm cũng chỉ rất đẹp nha. Rồi mã 1. Tiếp tục mã số 2. Mã 1 này 240k nha. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 là một cây cần tay. Một cây cần tay của thằng Japan luôn nha. Dòng tem vàng, độ dài 2m7, ngộ hình cần đây. Cái màu này nó màu nó kiểu nó, cái màu sơn này nhìn nó kiểu hơi cũ nhưng mà cần rất mới nha. Đây, tem vàng đây, độ dài 2m70 nha. Đây, ngoại hình cần thì nước sơn còn khá mới, có sơ xước dăm dăm này, nhẹ nhẹ này. Rồi, em này mã số 2, chất liệu phíp, độ cứng em này mấy hát. Rồi, độ cứng em này là 3h, độ cứng 3h, độ dài 2m7 nha, chất liệu phíp. Đây, ngoại hình cần thì khá nhẹ. Đây, nước sơn này, phôi màu. Rồi em này mã số 2, chất liệu phíp, độ dài 2m7. Rồi để anh em giá cái này là 200k, độ cứng 3h nha. 2m7 này, 200k nha, mã số 2. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 là một cây cần tay. Một cây cần tay độ dài là 4m. Đây. Độ dài là 3m3. Độ dài là 36 nha, một cây cần tay độ dài 36, cây này là của thằng Daiwa Japan đây. Tem vàng nha, đây ngoại hình nè. Daiwa Japan nha, ngoại hình cần đây. Chưa lau chùi, lau chùi ra thì còn rất sáng. Rồi em này mã số 3, chất liệu là phíp. Đọc em này là khoảng gần ly nè, 1 ly nè. Rồi em này cứng cũng cứng 3h. Độ dài 36, chất liệu phíp. Rồi cứng 3h thì hơi hiếm nha, đây ngoại hình cần nè. Ngoại hình cần thì nó có sức nhẹ thôi, có sức dăm dăm cực nhẹ đi nha. Ngoại hình cần chất liệu phíp nha. Đây qua, rồi cây này để anh em giá này, chất liệu phíp này. Rồi đây qua, mã số 3, chất liệu phíp, độ dài là 36, độ cứng là 3h. Rồi cây này để anh em giá là 250k, mã số 3. Ngoại hình cần đây, tem vàng này. Chi tiết cho anh em xem nha. 250k, mã số 3. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 cũng là một cây cần tay. Mã số 4 là một cây cần tay độ dài là 4m50. Đây, một cây cần tay hàng nội địa Nhật nha. Đây. Cái này để cho anh em cúng dây nha. Độ dài 4m50 cúng chỉ này, cái lậu này chưa lau chùi nha. Lau chùi ra rất mới luôn. Rồi. Độ dài 4m50, mã số 15, cây này của hàng nội địa Nhật. Đây. Dòng tem vàng luôn. Ngoại hình cần này. Nước sơn còn khá mới nha. Nước sơn còn khá mới. Rồi em này mã số 4, chất liệu phíp, độ cứng em này mấy h? Rồi, độ cứng em này là 3h, độ cứng 3h nha. Độ cứng 3h, độ dài 4m50, ngoại hình đọc rút ra này. Đọc rút ra còn rất mới này. Rồi em này mã số 4, độ dài 4m50, chất liệu phíp nha. Ngoại hình cần thì cái thân gốc nó nói chung là chỗ này nó bị dính bụi thôi, còn lại là rất mới nha. Rồi, 4m50. Độ cứng 3h. Rồi cây này để cho anh em giá là 320k. 320k nha. Đây, hàng nội địa Nhật tem vàng này. Mã số 4. 320k. Độ dài 4m50, độ cứng 3h. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 là một cây cần 2 khúc, một cây cần 2 khúc, độ dài là 1m65. Đây, ngoại hình này. Bát là bát carbon nha, bát hãng vặn, dàn khoen inox. Dàn khoen inox cho anh em ra cước rất ok này. Thích hợp cho anh em lưu relop, câu bè, câu ngâm, lăn xe gì cũng được hết, gọi là cần đo nam. Hai khúc, độ dài 1m65, chất liệu phíp đặc siêu bền. Rồi em này mã số 5,
Mã số 5 để anh em giá là 250k nha. Loại này là nâu đồng cấu đá, tải cá tầm 7kg nha. Này, loại này thì thâu siêu bền luôn, anh em tải cá vô tư nha. Cả 7kg rồi. Mã số 5 250k nha. 250k, phíp đặc siêu bền. Anh em câu loại này là biết. Cây này nặng là 160g, 2 khúc nha. Lưu rê lóc, độ cứng tương đương khoảng ML á, độ dẻo cực cao luôn. Mã số 5, tiếp tục mã số 6. Mã số 6 là một cây cần tây độ dài 42, một cây cần tây độ dài 42 nha. Cây này nước sơn độ còn khá mới nè. Nước sơn còn khá mới nha. Cây này nó bị tróc tem rồi. Đây. Người hình cần đây. Nước sơn còn khá mới, có bị sơ xước dăm dăm này. Rồi mã số 6 độ cứng mấy hát. Rồi độ cứng cây này là 1,5H, mã số 6 nha. Đây, đầu rút ra này. Đầu rút ra còn khá đẹp. Rồi, mã số 6, độ dài 4m20, có bị sơ xước chỗ này thôi. Hàng made in Japan nha, độ dài 4m20. Nước sơn còn khá mới. Rồi, cây này để anh em giá là 240k, mã số 6. Cần tay. Hàng Japan, ngộ hình cần đây. Có bị xước nhẹ chỗ này thôi. Tiếp tục mã số 7. Rồi tiếp tục mã số 7. Mã số 7 là một cây cần 2 khúc, độ dài là 1m65. Một cây cần 2 khúc, độ dài 1m65, lưu rê lóc nha. Pat là pat hãng vạn này. Pat hãng vạn nha. Dàn khoen đây. Dàn khoen là sứ xa xám đây. Nhựa hình cần thì khá mới nè. Có sơ xước nhẹ này. Rồi lưu rê lóc, độ cứng ML. Loại này là chất liệu là phíp nha. Đây, rồi hàng Sapa. Tem nó có bị mờ nè. Tem nó có bị mờ sơ nha. Đây, rồi. Ngựa hình cần này. Cuốn chỉ cực đẹp nha. Rồi, cái này để anh em giá là 300k. 300k nha, chất liệu phíp. Độ cứng là ML. Cái này nặng khoảng là 110g. Mã số 7. Mã số 7 này để anh em giá là 300k. 300k nha. 2 khúc. Chất liệu phíp, lưu rê lóc, độ cứng ML. Nhựa hình cần rất đẹp luôn. Khoan sứ xám nha. Rồi. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 là một cây cần carbon đây, một cây cần sút carbon độ dài 4m20. Nhựa hình cần này, chắc pad là pad pusi vàng nha. Pad pusi vàng đời cao này. Rồi, độ dài 4m20, độ cứng cái này nặng là 410g thôi nha, độ dài 4m20 này. Ngựa hình cần khá mới đẹp luôn. Rồi, cái này là một cây của thằng Shimano nha, ngựa hình cần này. Đây, Shimano đây. Rồi này. Rồi. Đầu bô là đầu bô Pusisic nha, đầu bô Pusisic. Dàn khoen là dàn khoen Pusi này, Pusi gặp đây, Pusi nha. Thấy không? Pusi. Rồi, chất liệu là carbon sáng vào, đầu rút ra đây. Em coi luôn độ cứng đây nha. Rồi độ cứng em này là 27-30, đọc em này tới 3 ly nha. 27-30 đọc 3 ly, ngộ hình đọc rút ra này. Đọc rút ra carbon sáng vòng khá mới luôn. Rồi cần còn rất đẹp. Chất liệu là carbon sáng vòng hàng Shimano. Rồi cái này để anh em giá là 1,4 triệu nha. Cần khá đẹp luôn, 4m20 Shimano. Tem vàng. Dàn pad là pad Pusi. Quen Pusi nha, đầu bu là bu Pusi Six. Cái này để cho anh em cắm cái đèn vào nha, đèn sáng vào cô đêm. Rồi, cái này 1,4 triệu, mã số 8. Đầu cái này 3 ly. Rồi, tiếp tục mã số 9. Mã số 9 là một cây cần Rồi. Nhầm. Mã số 9 là một cây cần carbon. Một cây cần carbon nha, một cây cần tay carbon. Độ dài cái này là 5m4, một cây cần độ dài 5m4 nha, chất liệu là carbon sáng vàng. Rồi. Một cây cần tay carbon, chất liệu carbon sáng vàng này. Rồi. Cái này hàng nội địa Nhật. Hàng nội địa Nhật nha. Rồi chất liệu là carbon sáng vàng. Dòng Super này. Super này. Chữ đỏ này anh em thấy không? Chất liệu carbon sáng vào, hàng Olympic Japan nha, hàng của thằng Olympic Japan này.
Rồi cái này mã số 9, chất liệu carbon sống vào. Này độ cứng bao nhiêu? Rồi em này độ cứng là 3H. 3H là tương đương với lại 3H carbon nha, tương đương với là 8H của thằng China. Ừ. Chất liệu là carbon sống vào, ngoại hình cần rất mới luôn, độ dài là 5m4. Rồi cái này để anh em giá là 1.2 triệu, 1.2 triệu nha. 1.2 triệu chất liệu là carbon sống vào, ngoại hình cần cực kỳ đẹp luôn. Mới long lanh luôn nè. Mắt mới nha. Rồi, mã số 9 1.2 triệu, độ cứng 3H tương đương với 8H China. Mã số 9 1.200 triệu nha. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 là một cây cần sút, một cây cần sút carbon, một cây cần sút carbon của thằng Olympic Sapa. Đây, ngoại hình cần đây. Thích hợp cho anh em thường loại này, thích hợp cho anh em đến bạc biển nha. Bạc biển rồi, pad là pad Pussy đây. Pad Pussy này. Pad Pussy nha. Pad Pussy gặp này. Đấy, pad Pussy gặp. FF7. Đây, dàn khoan đây. Pad là pad Pussy này, Pussy. Pad Pussy gặp dạng đời cổ, còn dàn khoan là Pussy Six nha. Dàn khoan Pussy Six, đầu bô cũng Pussy Six luôn. Rồi. Em này mã số 10, chất liệu là carbon, độ dài là 39 chứ. Độ dài 39 hàng Olympic Sapa. Ngoại hình cần này. Đầu cút ra, chất liệu là carbon sáng vào. Olympic Sapa. Cái này chưa lau chùi nha, lau chùi ra cũng còn rất mới sáng luôn. Độ dài 39, chất liệu là carbon, độ cứng cây này là đột em này là 4 ly. Đột 4 ly, độ cứng em này là 2730 nha, 2730. Rồi thích hợp cho anh em đánh bạc biển, độ dài 39. Rồi cây này để anh em giá là 1 triệu 1 nha, mã số 10. Mã số 10 1 triệu 1 nè. Chất liệu là carbon sống vào, có trầy xước nhẹ nè. Mã số 10 1 triệu 1. Tiếp tục mã số 11. 11 là một cái cần ISO, một cái cần ISO khá nhỏ, cần khá đẹp mới luôn. Mới lòng lanh nha, ISO khá nhỏ, đây qua Sapa. Đây, Pad Pussy nè. Pad Pussy nha. Pad Pussy nè. Ngoại hình cần thì mới lòng lanh nè. Đấy. Đây qua Sapa nha, đây qua Sapa tên vàng nè. Đột 1 độ dài 3, đột 1 độ dài 46. Đây. Ngoại hình cần khá sáng mới nè. Đây. Đột lúc ra có sơ xước dăm dăm nhẹ, dăm dăm cực nhẹ nha. Đây. Rồi em này mã số 11. Đột 1 độ dài 46, đột rút ra đây. Nói chung là đột rút ra còn khá mới, chỉ có sơ xước dăm dăm nhẹ ở đột gần cuối nữa thôi. Này. Chung là khá mới nha, có đột xước dăm dăm ở cái đột này thôi này. Dăm dăm và điểm li ti này thôi này. Rồi em này mã số 11, chất liệu tiếp khoen pad Pussy. Cần tay trợ máy nha, ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy, dàn khoen Pussy. Pussy ISO nhỏ này, pad là pad cũng pad Pussy FF7. Rồi cây này để anh em giá là đây qua Japan 46 đột 1. Rồi cây này để anh em giá là 350k, mã số 11. 350k nha. Ngoại hình cần thì rất đẹp luôn, hàng Japan. Rẻ hơn ISO bán, còn rẻ hơn ISO của thằng China luôn nha. Rồi tiếp tục là một cây cần tay, độ dài là 3m5, hàng giả trúc, hàng nội địa nha, giả trúc nha. Đây ngoại hình cần có bị trầy xước nè, ngoại hình có bị trầy xước dăm dăm sơn nha. Đây. Rồi em này mã số 12, chất liệu phíp. Mã số 12 chất liệu phíp nha. Đây đọc. Đọc em này cứng là 1.5H thôi. Đây. Này hai đọc này. Đọc này là chống nổ cước nha. Hai lắm này nè. Chỗ này không phải là gãy nhưng mà nó đọc nó nhặt là bây giờ cũng có hai đọc thế này. Rồi. Cái này để em khi mà gửi cần cho anh em á, em cuốn thêm một đoạn cước nữa cho nó cứng luôn nha, cứng cáp nữa, chống nổ này. Cuốn một đoạn chỗ này cho nó đẹp luôn. Chống nổ luôn, báo trước cho anh em. Đấy, ngoại hình đột rút ra đây. Đột rút ra nói chung là nước sơn có bị gợn gợn đây, nổ gợn gợn đi sơ sơ nha. Cứ có bị sơ xước rồi. Cái này độ dài 3m5, hàng nội địa nha. Chất liệu là giả trúc. Cái này để anh em giá là 220k nha. 220k, độ cứng 1.5H. Mã số 12. 220k, mã số 12 nha. Anh em nhớ nhắc em là cũng cái đầu đầu này nha, anh em chốt là nhớ cũng cái này cho nó đẹp nha, cũng cước vào chỗ này cho nó đẹp nha, cái chỗ chống nổ của thằng đầu của thằng Japan. Rồi tiếp tục mã số 13. 13 là một cây cần sút, một cây cần sút này, một cây cần sút cần rất mới luôn, mới gọi là 90%. Pad Pussy FF6 đây, Pad Pussy FF6 nha.
độ dài 2m40, dàn khoan đây. Dàn khoan là khoan là ở sứ trắng, khoan là ở sứ trắng. Đầu bu này đã thay đầu bu, người ta đã thay đầu bu này, đầu bu chống sắn màu xám rồi anh em thấy không, chứ xám đây. Ngọn hành cần thì mới long lanh luôn, ngọn hành cần mới long lanh, độ dài 2m4, chất liệu là fit suit. Rồi cái này là độ cứng 25, độ cứng 25, độ dài 2m4. Rồi cái này để anh em giá là giá cực đẹp luôn nha, 350k này. Ngọn hành cần có bị trầy sức nhẹ này, trầy sức nhẹ nha, còn lại là mới toanh luôn nè. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha, 350k, 350k. Ngọn hình cần thì mới bằng 90%. Mã số 13. Không bị tụt cái đít này em chưa vặn lại nha, không bị tụt, không rơi, hơi bị rơi cái đít này em chưa vặn lại này. Em gửi đầy đủ cho anh em nha, anh em tới được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Rồi tiếp tục mã số 14. 14 cũng là một cây cần hai khúc, một cây cần hai khúc tiếp đặt, độ dài là 1m65. Rồi cây này là của thằng nội địa Nhật này, hàng nội địa Nhật đây, tem đây, hàng made in Japan nha. Pad là pad hãng vạn này, phun carbon, tay quay carbon này, để giờ cho anh em tay cầm carbon cho nó nhẹ này. Dàn khoan inox nha, dàn khoan inox ra cước không bị nổ cước, chống ngập mặn luôn. Lưu rê lóc độ cứng là ML hai khúc, độ dài 1m65, siêu bền, nâu đồng cổ đá, câu ngâm câu bè gì cũng được, gọi là cần đa năng. 250k, mã số 14, phíp đặt siêu bền, nâu đồng cổ đá, tải cá 7kg, loại này anh em chơi cỡ nào cũng được hết, chơi cỡ nào cũng sợ gãy hết, dành cho những em anh em phá mà hay bị gãy cần nha. Nặng 160g, mã 14, phíp đặt siêu bền, dài 1m65. Tiếp tục mã số 15. 15 là một cây cần hàng nội địa Nhật, ISO phải nhỏ. Đây, ngọn hình cần thì có bị trầy sức dăm dăm nhẹ này. Pad là Pusi FF6, ngọn hình cần đây, 4m50. Tem vàng, nội địa Nhật, Japan, có trầy sức nhẹ này. Đây, dàn khoan là ISO đây. ISO nhỏ nha, dàn khoan ISO nhỏ, Pusi đây. Dàn khoan Pusi chấm ngập mặn, chấm này. Chấm rỉ rác nha. Rồi Pusi ISO nhỏ. Em này là đầu 3, đột 3, độ dài 4m5 nha. Đột em này tới 1 ly 2. Đột rút ra nè. Rồi em này mã 15, chất liệu fit, độ dài 4m50. Rồi hình cần đột rút ra còn khá đẹp. Để anh em giá cái này là 320k, 320k, 4m50. Chất liệu fit, ngọn hình cần đây. Rồi mã 15, 320k. Ngọn hình cần khá đẹp nha, khá mới, lau chùi ra thì mới toanh luôn á. Sapan tim pha 450. Tiếp tục mã số 16. 16 là một cây cần 3 khúc. Một cây cần 3 khúc chất liệu là fib đặc siêu bền. Rồi, pad là pad hãng vặn này, pad hãng vặn nè. Pad hãng vặn, dòng vặn này rất xinh. Rồi, hàng đây, hàng Star Start này, made in Japan này anh em nha. Mấy dòng này là Japan hết, made in Japan, hàng nội địa Nhật này. Made in Japan đây. Rồi. Pad là pad hẳn. Dàn khoan là khoan inox này. Khoan inox. Dàn khoan inox chống ngập mặn, chống ra cước rồi rất ok luôn. Rồi. Em này mã số 15, chất liệu là fib, độ dài là cái này người ta đã cuốn chỉ lại này. Người ta đã cuốn chỉ lại nha, để em tháo ra em cuốn lại cho nó một màu cho nó đẹp luôn nha. Cuốn một màu màu đen luôn cho nó đẹp, em gửi cho anh em nha. Báo trước. Rồi cái này 3 khúc, độ dài 2m4, chất liệu fib đặc siêu bền, thích hợp cho anh em câu biển, câu ngâm gì cũng được, lăn xe đồ rất ok nha. Rồi. Đầu em này là 2 ly 2. 16 300k. Độ dài 2m4. 3 khúc fib đặc siêu bền. Rồi, tiếp tục mã 17. 17 là một cái cần ISO khoan nhỏ. Một cái cần ISO khoan nhỏ nha, chất liệu là carbon của thằng Olympic Japan đây, cái tem cực VIP luôn nha. Đây. Độ cứng 3 tới 18 này. Pad là pad Pusi vàng, pad Pusi vàng đây, pad Pusi vàng. Ngọn hình cần là chưa lau chùi nha, em để nguyên bụi em chưa lau chùi luôn. Rồi chất liệu là carbon, dàn khoan là dàn khoan Pusi Six nha. Chưa lau chùi luôn này, dàn khoan Pusi Six ISO nhỏ. Đây, dàn khoan Pusi Six đọc em này tới 3 ly. Đột em này 3 ly nè. À 2 ly. Đột em này tới 3 ly á.
Rồi. Đâu 2 ly 2 chứ. 2 ly 2 đến 3 ly, hơi to nha. Nhưng cũng chưa đo lại khoảng đó. Rồi, đọt em này rút ra nè. Chưa lau chùi. Coi có bị đầy xước không? Có thể xước chậm chậm nhẹ nè. Rồi em này mã 17, chất liệu phíp. À, chất liệu là carbon. Chất liệu là carbon hàng Olympic Japan. Dòng này là dòng gọi là cao cấp của nó nha. Đây, đóng tem được cực kỳ VIP luôn này. Tem này bằng kim loại nha. Pad Pussy, dàn khoe là Pussy Sheet ISO nhỏ. Rồi cây này để anh em giá là 900k. 900k nha. Độ dài là 5m4. Độ dài 5m4 nha. Đột em này là đột 6. Đột 6, độ dài 5m4. Độ cứng tương đương là 3-18 ISO nha. Chưa lau chùi, lau chùi ra rất mới luôn, mới toanh luôn. 900k. Khoen Pad Pussy. Pad là Pussy vàng đời cao luôn đó. 17 chứ. 17 900k. Tiếp tục mã số 18. 18 là một cây cần tay, độ dài 4m50, ngộ hình cần đây. Ngộ hình cần mới toanh luôn nha. 4m50, ngộ hình mới toanh luôn. Rồi, chất liệu là fit nha. Cái này nó cũng bị bong tem nhưng mà cái này thuộc dòng của thằng Shimano. Mã số 18. Mã số 18 độ cứng mấy H? Rồi, độ cứng em này là 1,5H, độ dài 4m50, ngộ hình cần mới toanh luôn. Rồi, cây này để anh em giá là 250k. 250k, ngộ hình mới toanh luôn nha. Chất liệu phíp, ngộ hình cực kỳ mới luôn này. Rồi, mã số 18, 250k, dài 4m50, độ cứng 1,5H. Ngộ hình mới toanh luôn, thuộc dòng của thằng Shimano. Rồi, tiếp tục mã số 19. 19 là một cái cần ISO khoen nhỏ. Một cái cần ISO khoen nhỏ, ngộ hình cần đây. Pad là Pad Pussy FF6. Dàn khoen là ISO nhỏ nha, Pussy. Dàn khoen Pussy nha. Rồi, đọc này. Em này là đột 1, độ dài 36. Đột 1, độ dài 36 nha. Dàn khoen là dàn khoen Pussy. Ngộ hình đột rút ra nè. Rồi, em này mã 19. Ngộ hình đây. Đột rút ra còn khá đẹp mới luôn. Rồi, mã 19. ISO khoen nhỏ, độ dài 36, hàng nội địa Nhật Japan. Khoen Pussy, Pad cũng Pad Pussy luôn. Rồi, cái này để anh em giá là 300k. Độ dài 36. Mã 19. Tiếp tục mã 20. Cái này chưa đo. 20 là một cây cần sút. Một cây cần sút độ dài là 3m3. Một cây cần sút độ dài 3m30 nha. Ngộ hình cần có bị trầy xước châm châm dưới này nhiều nè. Này, thấy không? Pad là Pad Pussy nha. Đây. Pad Pussy đây. Pad Pussy nha, độ dài 3m30. Dàn khoen là khoen lở xứ trắng. Đầu bu là đầu bu đây. Đầu bu thay đã thay đầu bu xứ đen nha. Đây. Người ta đã thay này, đột em này tới 3 ly 3 luôn. Độ cứng 25 27, độ dài 3m3 sút. Đột rút ra này, có bị trầy xước ở dưới ra gần cái cuối này. Rồi em này mã 20, 20 chất liệu phíp, độ dài 3m3. Rồi cái này hàng Japan nha, hàng nội địa Nhật, khoen Pad dàn khoen là khoen hãng này. Pad là Pad Pussy. Rồi cái này để anh em giá là 280k, mã số 20. 280k nha, ngộ hình cần có bị trầy xước nhiều ở dưới này, với lại cái thân đọt rút ra này. Tiếp tục mã số 21. 21 là một cái cần 2 khúc. 21 là một cái cần 2 khúc, độ dài là 1.65, chất liệu là phíp đặc siêu bền. Tải cá 7kg. Rồi, loại này siêu bền nâu đồng cấu đá. Đây. Pad là Pad hãng vàng, dàn khoen inox nha. Đây. Tải cá tầm 7kg nha, này. Hàng Made in Japan, nội địa nha. Đây qua. 250k, mã số 21. Tiếp tục mã số 22. 22 là một cái cần ISO khoen nhỏ. Một cái cần ISO khoen nhỏ Shimano. Cái này độ dài khoảng 5m4 nha. Đây. Ngộ hình cần mới long lanh luôn. Mới long lanh đây. Pad là Pad Pussy nha. Đây. Hàng của thằng Shimano nha. Ngộ hình cần có xước nhẹ nè. Dàn khoen là Pussy ISO nhỏ. Rồi em này mã 20. Đây đọc rút ra mới toanh luôn nè. Đọc rút ra mới toanh luôn nha.
Em này là đột một, độ dài 5m4, chất liệu là fit. Rồi, ngoại hình càng mới long lanh luôn, bát Pussy. Dàn khoan là Pussy Isu nhỏ, càng tay trợ máy. Rồi cái này để anh em giá là 350k nha. Ngoại hình rất mới luôn, hàng Shimano. Mã 22, 350k, độ dài 5m4, Isu khoan nhỏ, khoan bát Pussy. Ngoại hình cực kỳ mới luôn. Rồi tiếp tục mã số 23. 23 là một cây cần ISO khoan nhỏ Daiwa. Độ dài 4m50, một cây cần Daiwa Japan, một cây cần Daiwa Japan nha. Ngoại hình cần thì nó có cũ theo thời gian, Pat the Pat Full. Rồi. Pat the Pat hãng nha. Pat hãng của thằng IK. Rồi, Pat hãng này. Dàn khoan là của Daiwa Japan, độ dài 4m50. Đây, ISO dàn khoan đây. ISO khoan nhỏ nha. Cần tay trợ máy đây. Rồi. Đột rút ra còn khá mới nè. Đột rút ra khá mới nha, có sơ xước cực nhỏ luôn. Rồi, em này mã 23, chất liệu là fit, độ dài 4m50. Đột thì còn khá mới. Có cái thân gốc nó hơi cũ thôi. Em này là đột 3, đột 3 độ dài 4m50 nha. Đột 3 độ dài 4m50, chất liệu là fit. Dàn khoan là Fuji Isu nhỏ, cần tay trợ máy. Pat hãng. Rồi cái này để anh em giá đây qua 320k, mã số 23, 320k. ISO khoan nhỏ, khoan bát và bát hãng. Dòng khoan là dòng khoan Fuji ISO nhỏ, cần tay trợ máy. Anh em về là hàm hạ cần tay cũng được. Rồi, tiếp tục mã số 24. 24 là một cây cần tay độ dài 2m7. Cây này là của thằng Hàn Quốc xuất nhập, chất liệu là fit. Đây, ngoại hình cần thì nước sơn nó có mờ sơ theo thời gian thôi. Rồi, nhưng không bị trễ xước nha. Rồi. Rồi độ cứng em này là 3H, độ cứng 3H, độ dày 2m7, ngoại hình đây. Đọc còn khá mới nè. Rồi em này mã 24, độ dài là 2m7, chất liệu fit. Rồi cái này để anh em giá là 200k, độ cứng 3H. Hàn Quốc xuất nhập. Mã số 24, 200k. Tiếp tục mã 25. 25 là một cây cần sút. Một cây cần sút độ dài 36, hàng Olympic Japan, ngoại hình cần thì mới long lanh luôn. Ngoại hình cần mới long lanh nha, mới tới 90%. Pat là Pat Pussy. Đây Pat Pussy nè. Dàn khoan này, dàn khoan là ở xứ xứ trắng nha. Rồi. Cái này là đây, đầu bu đây. Đầu bu đã thay đầu bu xứ đen đi nha. Rồi, cái này là độ cứng là độ cứng 27, độ cứng 27, độ dài 36. Đây, có thay đầu bu nè. Đầu bu xứ đen. Rồi, dàn khoan là khoan hãng xứ trắng. Khoan hãng xứ trắng nha. Đây. Ngoại hình cần thì thôi, mới long lanh. Rồi, ngoại hình cần mới long lanh, chưa một vết xước nha. Hàng Olympic Japan đây. Olympic Japan tem vàng, cực kỳ mới đẹp luôn. Rồi, cái này để anh em giá là 300k. Mã số 25, 300k. Suit, độ dài 36, độ cứng 27. Mã 25, tiếp tục mã số 26. 26 là một cây cần 3 khúc. 3 khúc chất liệu là fit đặc siêu bền. Rồi, hàng Victory Made in Japan này. Hàng Victory Made in Japan nha. Rồi, 3 khúc chất liệu là fit đặc. Dàn khoan là bát hãng này. Dàn khoan inox nha. Đây. Mắt hàng Made in Japan là bây giờ nó cũng ghi chữ cực nhỏ dưới này nè. Made in Japan nha. Đây. Rồi, 3 khúc. Dàn khoan là khoan hãng này. Khoan inox này, bát hãng nha. Rồi, 3 khúc độ dài 2m4, chất liệu là fit đặc siêu bền, tải cá tầm 7kg. Rồi. Cái này để anh em giá cũng 300k nha. 300k 3 khúc. Hàng Made in Japan nội địa nha. Mã 26 300k. 3 khúc nha. Tiếp tục mã số 27. 27 là một cây cần tay. Rồi cái này chưa đo. Đây, 27 là một cây cần ISO hạ xuống làm cần tay. Mày, ngoại hình cần thì khá mới nè. Đây, độ dài 4m50 nha. À, cũng hàng Japan. Em này cũng thuộc dòng của thằng Shimano, có thầy xước nè. Có thầy xước. Rồi. ISO hạ xuống làm cần tay. Kẹp đâu. Rồi. ISO hạ xuống làm cần tay nha. Rồi, em này cứng là tương đương. Rồi, em này cứng tương đương là 2,5H, chất liệu fit, đọt rút ra nè. Đọt rút ra còn có bị trầy xước đây, trầy xước nhẹ nha. Nước sơn nói chung là còn khá mới. Nước sơn còn khá mới, ISO hạ cần tay, độ dài 4m50.
độ cứng 2,5H. Rồi cái này để anh em giá là 250k, mã số 27 450. Tiếp tục mã số 28 là một cái cần tay độ dài là 4m5, độ dài là 2m7. Đây dòng tem vàng này, độ cứng tương đương là độ cứng tương đương 27 nha, dòng tem vàng này của thằng KTI này, hàng nội địa Nhật nha. Ngồi hình cần đây, cái này là bị dính keo nha, dính keo thôi, còn lại rất mới. Rồi em này mã 28 độ cứng em này là 3H, độ dài 2m7. Đây đọc rút ra này, đọc rút ra còn rất mới, độ dài 2m7, độ cứng 3H, hàng nội địa Nhật. Rồi cái này để anh em giá là 250k nha. Đây 27 tem vàng, nước chung là cầu cần còn khá mới. Mã 28 250k, độ dài 2m7, độ cứng 3H, cần thì còn mới long lanh, cái này dính keo thôi. Tiếp tục mã số 29 là một cây cần rồi, một cây cần sút, một cây cần sút đây, ngũ hình cần này, hoa văn cực đẹp luôn. Pass Pass Pussy F7 nha. Rồi cây này là carbon, carbon độ dài 3m9, dàn phen là Pussy gặp, dàn phen Pussy gặp nha, phen lỡ. Đầu rút ra thì còn khá mới, em này cứng bao nhiêu đây. Rồi cây này cứng 27 luôn nha, cây này cứng 27, độ dài 3m9, chất liệu là carbon. Đây. Cái này cũng của thằng Olympic Japan, Olympic Japan độ dài 39 nha. Đây, giống dòng tem vàng carbon đây. 39. Pass là Pass Pussy. Rồi ngoại hình có xì xước nhẹ dưới này thôi. Rồi cái này để anh em đây. Cái này nó bị bong sơn ra sơ nha. Bong sơn sơ nè. Anh em về lau chùi khúc này ra thôi. Rồi cái này mã 29. 29 này để cho anh em giá là 1.1 triệu. 1.1 triệu nha. Độ cứng 27, độ dài 39, Pass Pussy và khoan đây. Khoan Pussy lỡ. Thích hợp cho anh em đánh lục Saber. 29 1.1 triệu. Rồi tiếp tục mã 30. Rồi, dần xong rồi. 30 là một cái cần 2 khúc Ikeda, độ dài là 1.65. Đây, một cái cần 2 khúc Ikeda nha. Rồi. Pass là Pass Pussy FF6 này, dàn khoan là khoan dẫn của nó là khoan Pussy nha, khoan Pussy xứ trắng. Đây. Rồi khoan dẫn của nó nữa là khoan inox nha, đầu bu là đầu bu Pussy xứ trắng luôn. Rồi. Hai khúc Ikeda, độ dài 1.65. Thích hợp cho anh em câu bè nha. Ngọn là ngọn đặc. Ngọn là đặc nha. Rồi cái này mã số 20, mã 30. Mã 30 này để cho anh em giá là 400k. Hai khúc Ikeda 400k nha, độ dài 1m65. Mã số 30 400k. Hai khúc Ikeda, ngồi hình cần thì mới long lanh nè. Ngồi hình cần cực kỳ mới luôn nha. Tiếp tục mã số 31. 31 là một cây cần tay, độ dài là 2m, độ dài là 36 đây. Cây này là của thằng Shimano nhưng ngồi hình có bị trầy xước này. Đây. Có trầy xước này. Mã 31, mã 31 độ cứng em này là 1,5H, chất liệu phíp, đọc rút ra này. Đọc rút ra còn cũng còn khá mới, đọc rút ra cũng còn khá mới nha. Rồi, có bị trầy xước em dâm chỗ này thôi. Rồi. Dòng này là dòng màu đen nha, màu đen giả trúc cực kỳ sừng sò luôn. Rồi cái này để anh em giá là 230k, 230k nha. Shimano, độ dài 36, độ cứng 1,5H. Thích hợp cho anh em cẩu chép á. Cẩu chép rô phi hoặc rô đồng nồi đánh cũng rất ok luôn. Hoặc cá chiết. Mã 31. 230k, mã 31. Tiếp tục mã 32. 32 là một cái cần 3 khúc, cũng hàng đầu địa Nhật nha. Hàng đầu địa Made in Japan, rồi của thằng Stanto này. Thuộc dòng của thằng Daiwa. Rồi, 3 khúc. Chất liệu phíp đặc. Và pass là pass hãng vặn này, pass hãng vặn nha, tay cầm cán gỗ. Rồi. Khoan dẫn là khoan kiểu Ikeda nha. Loại này thích hợp là anh em câu mực. Cực kỳ nhún nha, cực kỳ dẻo, thích hợp cho anh em câu mực này, câu mực biển nha. Rồi ba khúc chất liệu là phíp đặc siêu bay. Loại này anh em câu kiểu gì cũng không gãy hết. Câu mực thì anh em câu cả mực cỡ vài ký, 5-7 ký cũng không gãy luôn. Cực kỳ dẻo, cực kỳ bay. Nếu mà tính độ dẻo thì nó là cực kỳ dẻo luôn nha. Này. Rung rung nó đã dẻo này. Mực này anh em nhíp nhíp thế này nè, nhíp nhíp thế này là rung rồi. Là khỏe nha. Rồi. Mã số 31 và 32 chứ, 3 khúc
Phíp đặc siêu bay, độ dài là 2m4, thích hợp cho anh em câu mực. Giá cái này là 300k nha. Ngựa hình đây, ngựa hình càng cũng khá mới, hàng made in Japan. Khoan này là khoan inox, chống ngập mặn, chống rỉ rác. 300k. Rồi em tên lên 32 cây cần về cho anh em tham khảo. Chúc anh em là ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và gia đình em thật nhiều sức khỏe nha. Anh em đừng quên đăng ký kênh của em. Nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193. Zalo cũng vậy nha, 0794559193. Em hai chốt đơn bên Zalo á. Rồi cảm ơn anh em ạ. Chào tất cả anh em.